chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm trà sữa để gửi tới cả nhà. Đây cũng là loại đồ uống được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Đây là phần nguyên liệu mình sử dụng để làm trà sữa. 50g trà đen hay còn gọi là hồng trà. Mình sử dụng trà của Phúc Long nhé cả nhà. 300g bột kem béo thực vật B1 của Thái Lan. Mình thấy sử dụng bột kem béo B1 để nấu trà sữa làm tăng độ béo ngậy, giúp trà sữa có hương vị thơm ngon đậm đà hơn. Loại bột béo này thường được sử dụng để làm trà sữa và pha chế các loại đồ uống khác. 300g đường cát trắng, 1/2 thìa cà phê muối để giúp cân bằng vị của trà sữa, 2 lít nước lọc. Bây giờ mời cả nhà đi nấu trà sữa cùng với mình nhé. Trước tiên mình đem trà đi rang hay còn gọi là xào trà. Bật bếp để nồi ấm nóng. Cho hết 50g trà, 300g đường vào nồi. Để rang trà ở mức lửa vừa. Trong suốt quá trình rang trà nhớ đảo đều để tránh cho trà và đường bị cháy khét. Các bạn đem rang trà trước khi nấu sẽ làm tăng hương vị thơm ngon của món trà sữa. Mình rang cho đến khi thấy trà và đường chuyển qua màu nâu vàng như thế này là được. Trà lúc này có mùi rất thơm, cho 2 lít nước. Các bạn có thể sử dụng nước nóng để mình nấu cho nhanh nhé. Nấu cho nước sôi. Tắt bếp ủ trà thêm 15 phút. Ủ trà xong mình đem trà đi lọc qua dây để loại bỏ sạch bã trà. Thêm 1/2 thìa cà phê muối để giúp cân bằng vị của trà sữa. 300g bột kem béo, khuấy đều cho bột kem tan ra. Tiếp theo mình cho 300g đá lạnh vào để giúp giữ vị trà được lâu hơn, để trà nguội hẳn. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, trà sữa ngon nhất khi uống lạnh. Vì vậy các bạn thêm đá và một số loại topping như trân châu, hạch rau câu để làm món trà sữa thêm phần hấp dẫn. Trà sữa thơm mùi hồng trà, vị ngọt vừa phải, vị thơm béo của sữa béo B1. Topping hạch rau câu mềm dẻo giòn sật sật. Chúc cả nhà mình thành công với cách làm trà sữa này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video mới sớm nhất.